Ngày 29 tháng 6 năm 2021, Tòa án Nhân dân tỉnh Vĩnh Long đã mở phiên tòa xét xử phúc thẩm đối với Trần Thế Đàn, 36 tuổi, ngụ ở thị trấn Tân Quế, huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long để điều tra về hành vi cướp tài sản. Theo hồ sơ vụ án, khuya ngày 8 tháng 11 năm 2020, Đàn đã sử dụng ma túy đá và lên cơn ngáo đá nên lái xe máy chạy ra đường. Gặp anh Nguyễn Ngọc Sơn, ngụ ở xã Thành Lợi, huyện Bình Tân, đang chở vợ đi trên đường, Đàn đuổi theo. Đến giữa cầu Rạch Trích, Đàn đã vượt lên, cúp đầu xe, ép vợ chồng anh Sơn vào lan can cầu, đánh đấm túi bụi. Bị tấn công bất ngờ, vợ chồng anh Sơn bỏ chạy, nhưng Đàn vẫn cầm gạch đuổi theo. Thấy điện thoại của anh Sơn rơi xuống đường, Đàn đã cướp lấy rồi tẩu thoát. Qua quá trình điều tra xác minh, Đàn là một con nghiện ma túy và từng có một tiền án về tội vận chuyển trái phép chất ma túy. Tháng 10 năm 2020, Đàn bị Tòa án Nhân dân tỉnh Vĩnh Long tuyên phạt 2 năm tù vì tội tổ chức đánh bạc và đang trong thời gian tại ngoại chờ thi hành án thì tiếp tục gây án. Sau khi bị Tòa án Nhân dân huyện Bình Tân tuyên phạt 5 năm tù về tội cướp tài sản, Đàn đã kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Tại phiên tòa phúc thẩm của Tòa án Nhân dân tỉnh vào sáng ngày 29 tháng 6 năm 2021, hội đồng xét xử nhận định mức án mà tòa sơ thẩm đã tuyên là đúng người đúng tội, không ai sai, và tại tòa bị cáo cũng không cung cấp được tình tiết nào mới nên không chấp nhận kháng cáo. Như vậy, tổng hợp hình phạt buộc bị cáo phải chấp hành cho hai tội cướp tài sản và tổ chức đánh bạc là 7 năm tù.